Hello, chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Hoàng Mạnh Mê Xe. Thì hôm nay Mạnh và mọi người cùng nhau trải nghiệm thử cái dịch vụ bên Mạnh đó. Ngày thường thì anh em thợ làm những cái xe như thế nào nha. Đầu tiên, phía sau Mạnh là một con xe mới vừa bán hồi lúc 8 giờ sáng. Thì anh trai này là đi từ ở Đồng Nai qua bên mình để mua trả góp. Thì anh trai này là rất là thích một con E150 mà bản độ theo ý thích của ảnh nữa. Thì bên mình ở đây mình sẽ có những cái đồ chơi, những có những cái xe trưng bày trang trí sẵn á, cho khách lựa chọn những cái món nào thích lắp á, thì mình sẽ lắp lên cho ảnh. Thì ảnh chọn ra những cái món như là bộ gác chân Biket là CNC được phối màu vàng với lại màu bạc. Rồi bình dầu sao là ảnh trang trí là bình dầu Brembo khói nè, đó, nắp CNC rất là đẹp màu bạc ha. Và chống đổ là màu vàng đen. Đó, chống đổ và màu vàng đen khi mà mình ngã xuống á, nó đỡ bị chày góp sườn của mình không mọi người ha. Và xe này á được quấn ống xăng chống cháy luôn nè. Đó. Cái này là quấn ống xăng chống cháy thì nó sẽ giúp cho mình á sử dụng cái ống xăng này bền bỉ hơn, với lại chuột có cắn á nó không có bị đứt và mình sử dụng mà vĩnh viễn luôn nha mọi người. Bình thường nếu mà chưa quấn là nó giống như vậy nè, mà quấn rồi là nó như vậy nè ha. Rồi ở đây là có một cái bảo vệ lốp CNC rất là đẹp, màu vàng phối với màu đen. Về phần máy á là không có đụng địa gì hết nha, chủ xe chỉ muốn để zin thôi. Rồi bên mình cũng không có làm máy độ luôn, chỉ làm máy zin thôi để cho nó an toàn với lại bền bỉ. Về phần trước thì gắn một cái mắt mèo dạ quang màu xanh, chống đổ CNC luôn đó. Rồi với lại ốc titan đó, G5 nè, màu xanh lục bảo nè. Rồi ngay phía này nhờ cameraman đánh vô chỗ này giùm cho anh ơi. Rồi két nước titan nha, đó, 7 màu rất là đẹp. Rồi về phần bao tay, bao tay là sử dụng bao tay Daytona, có tặng thêm cặp gù trái phải nữa. Rồi về phần sau cái này là hơi bị đỉnh luôn nha anh em, cản LCV7 nè anh em, cản LCV7 của AD135 đó. Cái này là hàng này á, là cái hàng mod lại nha anh em, hàng là hàng mod lại thôi đó, chứ không phải là hãng, không phải là cản đúng của LCV7. Mod lại cái khúc sau là nó giống LCV7 nhưng mà cái bát á là phải bát đúng cho AD150 đó. Cái cản mod lại đẹp ghê không. Rồi với phần xe này là màu đen nhám anh em, xe này nguyên bản của nó là màu đen nhám chứ không phải là màu đỏ gì hết nha, màu đen nhám nguyên một con luôn. Thì bản này á, là màu này là màu nó ra cuối năm 2020 rồi, nhưng mà tới năm 2022 nó chưa dạng sản xuất màu đen nhám khác, thì con này vẫn là màu mới nhất hiện tại so với màu đen nhám dòng AD150 nha. Rồi về phần sau nè, đó, anh trai đi một cái phục nitron hàng mod nha anh em, đó, một phục nitron chưa dán tem vô. Rồi kẹt te là đi kẹt te này là kẹt te inox nha anh em, được titan lên. À, có khắc kinh gắt ở đây nữa nè. Đó, được phay những cái hình như là Brembo nè, rồi ngôi sao nữa nè, rồi hình giọt nước nữa, rất là đẹp. Rồi với cái phần bên qua lăng thì cái này là bảo vệ lốp nha anh em, thì ảnh gắn một cái nắp bảo vệ lốp bên trái. Xe này thì anh trai này tiếc một cái là mình có tư vấn cho ảnh á là lên cái cần số á 2 chiều, nhưng mà ảnh chỉ thích là 1 chiều để ảnh móc lên móc xuống thôi đó. Tại vì khi mà mình đi cái dòng con tay mà mình để cần số 1 chiều á, mình móc lên á nó rất là dễ dơ dày anh em, và nó cũng hơi bất tiện cho mình xíu, lỡ như bữa nào mà đi ăn bận đẹp dày xịn xịn quá dơ nó cũng hơi kỳ. Rồi bây giờ mình lướt qua cái con xe AD150 mới vừa gấp bán cho anh khách đó rồi ha. Thì bây giờ mình qua tới mấy anh em ở dưới đây. Đây là cái con xe Vision, thì mình thấy là đang được một anh thợ tháo từ cái thùng yên tháo ra nè anh em, thấy không? Mấy cái xe mà đi lâu năm rồi á là bụi nó đóng ở trong rồi, với kim phun rồi nó dơ, với lại bơm xăng lọc xăng rồi nó dơ á, nó làm cho cái hiệu suất làm việc của cái xe mình nó kém đi, với lại vận hành nó cũng không có được trơn tru, nó không có được êm ái. Thì bên mình luôn bảo dưỡng những cái xe mà đi lâu năm á anh em, luôn bảo dưỡng những cái xe mà đi lâu năm, như là bảo dưỡng lại nồi nè đó, rồi với lại dây cu ro nè, rồi với lại bố nè, kiểm tra rồi coi nó còn tiếp xúc coi êm không. Anh em thấy không, đi một thời gian là bụi nó bám cỡ này nè đó, cái tay mình anh em thấy không, nó rất là dơ đó, nên nó làm cái xe mình chạy nó lì, với lại lên ga là nó không có mượt mà. Nên mấy cái xe này á, là vệ sinh kim phun bùn đốt rồi với vệ sinh nồi, coi cái nào còn ngon á thì mình để là mình xài, còn cái nào mà nó mòn quá thì mình thay thế vô, mình vận hành cho nó êm ái. Với lại lọc gió nè anh em thấy không, lọc gió đi thời gian là mình phải vệ sinh, còn nếu mà để lâu quá đó thì nó dơ đó, thì mình phải thay thế thôi, còn vệ sinh nữa nó không có im được đó. Đây là con Vision này, đời này là đời 2016 nha anh em. Nói chung mà 2016 tới thời điểm bây giờ là nó 2022 thì nó
6 năm rồi anh em. Một chiếc xe mà tay ga mà đi 6 năm, mà xuyên suốt 6 năm á, thì nó rất là hao mòn nhiều bộ phận. Mà mình muốn cái xe mình chạy nó ngon á, thì mình phải bảo dưỡng thường xuyên. Cái hai nữa là mình phải biết chạy, mình phải biết giữ xe đó. Còn mình để mà mình đi nó tàn, tới lúc mà nó tàn mà nó mòn hết luôn, là tới lúc đó là mình vệ sinh đâu được ở đâu. Mình chỉ toàn mình phải... Rồi tiếp tới thì có anh trai này đi từ Vũng Tàu qua bên mình. Thì anh trai này đi từ lúc là 5 giờ sáng. Anh kể mình, anh coi TikTok mình lâu rồi, mà anh cũng rất là mến mình. Thì hôm nay anh quyết định anh lên đây anh mua trả góp. Thì nói chung là cái câu chuyện mà anh lên trên đây đi lúc 5 giờ tới đây đó, tới 8 giờ lên em. Do mà từ khúc mà chỗ Tân Thành á, mà đi lên tới trên đây là anh bị lủng bánh xe nữa. Anh bị lủng bánh xe rồi, nói chung là tùm lum tà lè hết trơn á. Nói chung là anh cũng tới đây mình cũng mừng rảnh rồi ha. Thì tới đây á, anh mua winner, anh trả trước á được 5 triệu. Thì mình có hỗ trợ thêm rảnh là mượn thêm 3 triệu để lên hồ sơ cho nó dễ dàng. Thì anh chọn cho mình là một con winner XV3 bản 2022 mới nhất ha. Thì xe này là phiên bản đặc biệt, nó là màu đen nhám. Thì nó phối có màu vàng đồng nữa anh em. Xe này anh trai á, kêu á, là gắn thêm cái định vị với lại cái nút công tắc đèn nữa để cho nó an toàn. Và lên thêm cho ảnh là một cây phuộc bình dầu nhúng cho nó im ái à. Tại vì ảnh hay đi tour á mọi người. Ảnh đi làm sáng á, ở Vũng Tàu chạy lên Sài Gòn, rồi tối Sài Gòn chạy về, ngày đi tới chắc gần cả 100 cây luôn á. Rồi về phần trước nè, phuộc nè anh em thấy không, dòng Winner ít á, trải qua biết bao nhiêu đời xe rồi, được trải nghiệm và đánh giá dòng phuộc này nó rất là tốt anh em. Cái ti nó bự nè, cái vỏ phuộc nó cũng bự nữa, nhúng nó rất là im ái, chạy nó rất là đầm xe. Không có cái dòng Winner nào mà thật sự mà nói là nó cái dòng phuộc nó rất là ok anh em, mình không biết tả làm sao luôn á. Rồi về phần này là phiên bản đặc biệt, thì nó được trang bị cái thắng đĩa ABS ở phía trước nè anh em. Rồi xe này cũng không có lắp gì nhiều, xương xương ở dưới đây thôi, mình cũng lướt qua cho anh em thôi. Bao tay với két nước chống đổ, rồi với phuộc, với định vị, rồi với lại hai con ốc nắp qua lăng nè đó. Rồi người tìm lối khác về nơi thân nắm em có trong ngắm em quay về đâu đây, tiếng gió thì vào hương đó có thấy bóng